Rồi, giờ mình sẽ ăn bánh nha. Bánh nó lại nha. Rồi, cô Mi ngồi lên nào. Cô Mi ngồi lên nào. Đi ăn đi. Rồi, ba cái. Bánh mướt. Mướt ơi là mướt. Không thể không? Không chè không? Không chè không? Giờ đến mẹ làm cho mà ăn nhá. Nào cô ngồi lên nào. Rồi bình tĩnh nha, từ từ nha. Một cái. Hai cái. Mi. Rồi, giờ ngồi xuống đây rồi ăn nhá. Rồi, ăn đi con. Không được bươi lung tung nhá. Đó. Ăn từ từ thôi. Ăn hết cái đấy chỗ tại nàn. Ăn hết đây đã nào. Ăn hết đây đã. Ăn hết đây đã. Đây này. Ăn hết đây đã.